chị cảm giác là mình làm xong cảm giác như cái bên mặt này của mình nè, nó trẻ hơn ra mấy tuổi đó em. Từ nay cô ấy sẽ là người thay thế em, dỗ dành anh trong mỗi đêm đến khi nắng lên. Điều em lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, vô tình đôi ta lướt qua như chưa từng quen. Xin chào cả nhà. Hôm nay Baby Thanh Mai quay trở lại với một ca trẻ hóa da với lại chị Lam nha. Cả nhà mình cùng xem kết quả trẻ hóa da của chị Lam như thế nào nhé. Dạ em chào bác sĩ. Chào em chào chị Lam ạ. Thoải mái không chị? Thoải mái lắm. Mình điều trị sắp xong chưa bác ha? Còn một thanh lan nữa là xong rồi. Dạ, chị Lam đợi chút xíu nha. Xong luôn ha, xong rồi. Dạ rồi, bây giờ em sẽ mời chị Lam ngồi dậy để mình cùng xem cái hiệu quả sau khi mà chị làm công nghệ khác như thế nào nha. Dạ đây, em mời chị xem gương ạ. Wow, bất ngờ ghê luôn đó em. Chị thấy cái bên này mình làm rồi á, chị thấy da mình nó xanh chắc hẳn luôn á. Cái rãnh cười của mình nè em, chị thấy nó đầy lên hẳn nè. Cung trên mày cũng cao nè. Rồi cái phần mà cái vết nhăn đuôi mắt á, chị thấy đi nó thuyên giảm đi cũng rất là nhiều luôn. Trời ơi, thích quá em ơi. Mừng quá đúng không chị? Mừng quá, chị cảm thấy cái bên mặt này cảm thấy nó trẻ hơn hẳn á. Còn bên này chưa làm nè, em thấy không nè. Nó chảy xệ mà sờ nó mềm mà nó nhão lắm. Dạ. Vậy là quá mừng quá mà, thôi quá mừng quá. Vậy là về nhà là tha hồ đi tiệc rồi chị ha. Có điều là mình mới làm được nửa gương mặt thôi, đó là mình đã thấy cái sự trẻ hóa da cải thiện tốt đến như vậy rồi. Trong cái quá trình mà mình làm á, chị có thấy dễ chịu không? Làm thì chị thấy rất là thoải mái, nó chỉ là hơi châm chích nhẹ chút xíu giống như là mũi cắn thôi em, chứ không có gì hết á. Rất là thoải mái luôn em. Dạ, vậy thì bây giờ em sẽ mời bác Nguyệt chia sẻ cái sự thay đổi khi mà chị làm công nghệ trẻ hóa da nhiều như thế nào bác Nguyệt nhé. Em mời bác ạ. Vấn đề của chị Lan nó nằm ở 1/3 giữa mặt nhiều nè. Đó, mình thấy cái đoạn mũi má khá là sâu. Và đồng thời là cái vùng viền hàm của chị Lan trước khi điều trị thì nó sẽ bị đổ cơ. Thì khi mà làm thì bác sĩ đã đánh nhiều vào hai cái vùng này, mục đích là để tăng sinh collagen ở hai lớp, lớp hạ bì và lớp trung bì, để tăng sinh cái collagen ở bên dưới. Thì khi mà mình làm xong thì mình thấy là cái viền hàm đã tăng sinh rất là rõ ha. Và thứ hai là mũi má của bên mặt này thì cũng đã nông hơn rất là nhiều so với mặt chưa làm đó. Thì mọi người có thể nhìn thấy ha, một sự cải thiện rất là tốt. Và đồng thời cái cung mày thì cũng đã được săn chắc lên và nâng cao hơn hẳn so với bên còn lại. Dạ. Thì cái quá trình này nó còn đẹp hơn nữa từ 3 đến 6 tháng sau nữa chị nha. Mình còn đẹp hơn nữa chị Lam nha. Mừng quá đúng không chị? Vậy thì bây giờ không có để mình chờ lâu đâu, em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục cái nửa gương mặt còn lại cho mình nhé. Dạ đây em mời mình nằm xuống ạ. Sau khi mà chị điều trị xong á thì em sẽ khoe với cả nhà toàn gương mặt của chị nó sẽ khác biệt như thế nào. Cho nên là ở BB Thanh Mai thì có tất cả các công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao để phục vụ cho cả nhà mình luôn. Hotline của BB Thanh Mai là 1800 6617 cả nhà mình nhé. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở buổi live tiếp theo ạ.